mọi người. Nhân dịp YouTube của Con Sáu Tám đã chạm mốc 20.000 subscribers thì tụi mình đã tổ chức một cuộc thi tên là Trader Kể Chuyện. Qua cuộc thi này thì tụi mình muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho đến tất cả mọi người đều có thể tham gia. Chúng ta sẽ chia sẻ tâm sự và bài học về những cái kinh nghiệm của mình trên thị trường crypto. Cũng như là qua cuộc thi này, mình muốn gửi lời cảm ơn và tri ân đến tất cả các bạn khán giả đã tin tưởng và ủng hộ Con Sáu Tám trong suốt thời gian qua. Cuộc thi Trader Kể Chuyện sẽ chia thành hai vòng. Vòng 1 là bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10. Trong thời gian này thì tụi mình sẽ thu nhận tất cả những bài dự thi của các bạn dưới hai hình thức. Hình thức 1 là dưới dạng văn bản, là các bạn có thể gõ ra thành văn bản. Tuy nhiên thì tối thiểu là phải 800 từ ha. Còn hình thức thứ hai thì các bạn có thể thu âm cho nhanh. Mình sẽ nhận file dưới dạng là audio, thì file này phải dài ít nhất là 6 phút. Ngoài ra thì tụi mình không có giới hạn bất kỳ cái gì liên quan đến chủ đề, câu chuyện đầu tư và những cái kinh nghiệm và hành trình trong crypto. Các bạn có thể kể về những cái vấp ngã, những cái thất bại trong quá khứ, những bài học mà các bạn đã học được và những chia sẻ, những nhắn nhủ mà các bạn muốn chia sẻ với khán giả. Qua vòng 1 thì tụi mình sẽ chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất để tiến vào vòng 2. Vòng 2 diễn ra từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Thì trong vòng 2 này tụi mình sẽ chuyển thể những bài dự thi của các bạn thành một video và đăng trên channel YouTube của Con Sáu Tám TV. Chúng ta sẽ có hai hình thức chuyển thể. Hình thức thứ nhất đó là Jenny sẽ đọc bài, tức là MC sẽ đọc bài dự thi của các bạn. Và cách thứ hai đó là các bạn sẽ cùng với MC, cùng với Jenny và phỏng vấn trực tiếp. Về tiêu chí đánh giá thì kết quả bầu chọn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn khán giả đang xem. Sau 5 ngày đăng tải video thì tụi mình sẽ chọn ra 3 video có số lượng điểm cao nhất. Ví dụ như là điểm có thể dựa vào like, share, v.v. thì các bạn có thể xem thêm ở bên dưới phần mô tả nha. Ngoài ra thì ban tổ chức cũng sẽ bình chọn một giải mà có nội dung ấn tượng nhất. Về cơ cấu giải thưởng thì lên đến 1.500 đô cho 4 giải thưởng. 3 giải đầu tiên là sẽ dành cho 3 video lọt vào top 2 mà có số điểm cao nhất. Còn một video sẽ do ban tổ chức bình chọn video có nội dung ấn tượng nhất. Ngoài ra thì mình cũng sẽ tổ chức một cái mini game nho nhỏ dành cho tất cả những bạn đang xem. Đó là mỗi video mà lọt vào vòng 2, tụi mình sẽ chọn ra 2 comment bất kỳ một cách ngẫu nhiên và tụi mình sẽ airdrop 10 USDT cho bạn nào mà có comment được chọn. Cuộc thi này thì các bạn không cần đăng ký mà các bạn cứ gửi thẳng bài về cho chương trình. Link gửi bài thì mình sẽ để một cái link form ở bên dưới, các bạn tìm bên dưới phần description hoặc là pin comment nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và hy vọng tụi mình sẽ nhận được nhiều câu chuyện, nhiều tâm sự và nhiều bài học từ tất cả những trader đang xem video nhé.